Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Trung Quốc nguy to đồng thời choáng váng khi nghe tin Nga sẽ phát lệnh bắt giàn khoan siêu to mang tên Hải Nam 999 mới nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi hôm qua, lợi dụng Nga đang tập trung cho công cuộc phòng chống đại dịch virus corona, phía Trung Quốc đã bất ngờ điều thêm một giàn khoan mới nhất mang tên Hải Nam 999. Giàn khoan này được cho là to và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tiến ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế, đồng thời gửi lời thách thức đối với cả các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Nga. Thưa quý vị, cho tờ báo nổi tiếng của Nga có tên là Moscow cho biết hôm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hải quân của Nga đã cho biết nhận được tin báo khẩn cấp từ tập đoàn Rosneft của Nga đang khai thác dầu khí ở ngoài khơi Biển Đông báo về cho biết phía Trung Quốc đã cho rất nhiều tàu hải cảnh, tàu chiến các loại mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương, hộ tống giàn khoan siêu to nói trên đang rất hung hăng tiến ra ngoài Biển Đông, uy hiếp các nước trong khu vực nhằm khai thác dầu khí trái phép. Điều này đã gây ra mối lo ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực cũng như tập đoàn dầu khí của Nga. Nhận thấy điều cực kỳ nguy hiểm và cấp bách kể trên, chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin lập tức điều gấp hải quân, không quân, quân đội của Moscow mang theo 3 máy bay ném bom, 6 tàu ngầm kilo mang theo rất nhiều ống phóng ngư lôi và 3 tàu chiến cỡ lớn chở theo rất nhiều tên lửa dẫn đường di chuyển gấp vào vị trí giàn khoan của phía Trung Quốc được cho là đang hạ đặt trái phép. Theo các nhà quan sát cho biết, khi phát hiện ra hải quân của Nga xuất hiện ở ngoài Biển Đông, nhóm tàu chiến hung dữ của phía Trung Quốc đã cho giàn trận bao vây bí mật phục kích bám đuôi đuổi theo sau để hòng đánh úp. Vâng, theo hãng CNN của Mỹ tiết lộ rằng vào lúc 17 giờ 45 phút buổi tối ngày hôm qua, đụng độ chính thức đã xảy ra trên Biển Đông. Hai bên liên tiếp ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu nhường bên nào. Vòi rồng cũng như pháo cao xạ đã được phía Trung Quốc phun ra cũng như bắn dữ dội vào hải quân của Nga. Một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã cho tăng tốc leo lên định đâm sập giàn khoan Rosneft của Nga, nhưng rất may hải quân của Moscow đã cho một tàu chiến chặn đầu lại. Nhận thấy sự nguy hiểm đang ập đến, chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin quyết định cho 6 tàu ngầm kilo cỡ lớn của hải quân Nga phóng 18 quả ngư lôi phá nát vòng vây của hải quân Trung Quốc. Theo tờ báo Mad Moscow trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng của Nga, một đô đốc chỉ huy hạm đội Biển Đen đã cho biết cuộc đối đầu ngày hôm qua diễn ra khá căng thẳng. Phía tàu của Trung Quốc họ rất hung hăng, họ liên tiếp cho tàu tăng tốc phun vòi rồng và nã đạn lên hải quân của chúng tôi, buộc chúng tôi phải ra tay hành động gấp. Và sau khoảng 2 giờ 50 phút bao vây, đánh úp, đánh giáp lá cả, hải quân của Bắc Kinh đã bị chúng tôi đánh cho tan nát, thiệt hại là vô cùng lớn. Theo một thống kê mới nhất từ cơ quan bảo vệ bờ biển của Nga cho biết, đã có ít nhất 2 con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc bị trúng ngư lôi bốc cháy dữ dội ở ngoài Biển Đông. 4 máy bay quân sự của phía Trung Quốc đã trúng tên lửa lao xuống Biển Đông. 150 mây thủy thủ đoàn của hải quân Bắc Kinh bị hải quân của Nga đang bắt giữ. Chúng đang tỏ ra hết sức run sợ. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá quan trọng khi tờ báo CNN của Mỹ cho biết, vậy giàn khoan Hải Nam 999 mới nhất, siêu to khổng lồ hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh thì Nga xử lý ra sao? Thì xin thưa với quý vị rằng một vị đô đốc của Moscow cho biết chúng tôi không cho đánh sập giàn khoan trên bởi vì nếu phóng tên lửa đánh sập thì quá đơn giản, chỉ huy của Nga muốn bắt giữ, muốn tịch thu toàn bộ con tàu cũng như là giàn khoan Hải Nam 999 của phía Trung Quốc để trừng trị Bắc Kinh, dằn mặt chính quyền, ông Tập Cận Bình. Đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động vô lý, bành trướng trên Biển Đông đi, nếu không Nga sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc để trở lại bình yên cho Biển Đông. Thưa quý vị, ngay sau khi thua tan tác trước hải quân của Nga, tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc đã đưa tin về vụ việc ngày hôm qua. Tờ báo của Bắc Kinh nói rằng hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình đang sôi sùng sục. Các cuộc họp gấp đang được diễn ra ở thủ đô của Bắc Kinh. Phía Trung Quốc vẫn không tiết lộ chi tiết về các cuộc họp kể trên. Nhưng trong một thông báo mới đây từ cơ quan của ông Tập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, đại diện vẫn là ông Cảnh Sảng tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã có một thông báo nói rằng Trung Quốc kịch liệt phản đối chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin khi điều quân đội, hải quân, không quân của Moscow đối đầu trực diện trực tiếp với hải quân của Trung Quốc. Hành động trên là không thể nào chấp nhận được, nó có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh trên Biển Đông. Đề nghị chính quyền của Moscow phải bồi thường và chịu mọi trách nhiệm về những hành động nêu trên, nếu không Bắc Kinh sẽ ra tay trả đũa. Thưa quý vị, đấy là lời phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Còn tờ báo China Morning Post trích dẫn lời người phát ngôn
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh tuyên bố rằng không cần phải nhân nhượng hay đàm phán với cả Nga nữa. Nếu phát hiện giàn khoan cũng như tàu thuyền của Moscow xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò hay xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc thì Hải quân của Bắc Kinh sẵn sàng được lệnh bắn bỏ, đánh sập ngay tức khắc và bất kỳ ai, bất kỳ nước nào trên thế giới, đặc biệt là Mỹ hoặc Nga không tôn trọng luật pháp quốc tế, không tôn trọng lãnh hải, lãnh thổ hay phạm vi đường lưỡi bò của Bắc Kinh thì đều bị trừng trị một cách thích đáng nhất. Lời phát biểu đanh thép của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa có vẻ rất cứng rắn. Tuy nhiên, giới quân sự cho biết nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông thì Trung Quốc không thể nào địch được hải quân của Nga, bởi nếu nói về tiềm lực quân sự của hải quân Nga thì Nga đang xếp số 1 trên thế giới. Chỉ có Mỹ mới ngăn cản được, còn Trung Quốc phải mất hàng tỷ tỷ năm nữa cũng không thể nào theo kịp được. Bằng chứng là hải quân của Bắc Kinh hiện giờ mới chỉ có 2 con tàu sân bay mang tên là Sơn Đông và Liêu Ninh. 2 con tàu này, giới quan sát cho biết chúng chỉ là hàng mã, hàng lởm, hàng đi sao chép, ăn cắp bản quyền chứ thực tế chúng không có gì ngoài các vũ khí thô sơ. Trung Quốc đưa 2 con tàu trên đi ra ngoài Biển Đông, mục đích là để dương oai, thị uy sức mạnh với các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, cách đây 3 hôm, 2 con tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của phía Trung Quốc đã uy hiếp eo biển của Đài Loan khi nữ tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn lên phát biểu sẽ dồn toàn tâm toàn lực để chống trả lại mọi hành động của Trung Quốc. Được biết, nữ tổng thống Đài Bắc, bà Thái Anh Văn rất cứng rắn khi nói rằng quyết tâm không sáp nhập vào với cả Trung Quốc đại lục. Điều này có thể dẫn tới một kết quả rằng giấc mộng Trung Hoa sẽ bị tan biến và ông Tập đang tức điên người. Trong cái bối cảnh mà Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông hay eo biển Đài Loan đang hết sức nóng bỏng, tất cả là nguyên nhân phía Trung Quốc gây ra thì Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức liên tục điều các tàu chiến xuất hiện dày đặc ở đây, mục đích là để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhưng dường như Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả. Mới đây, Trung Quốc đã điều 3 con tàu hải cảnh xâm phạm vào vùng lãnh thổ của Indonesia, Malaysia và Singapore để quấy nhiễu, quấy phá các hoạt động khai thác dầu khí. Đồng thời, Trung Quốc cũng đưa ra một tuyên bố xanh rờn, nói rằng nếu những ai mà xâm phạm vào phạm vi đường 9 đoạn mà Trung Quốc đã kẻ vạch trên Biển Đông thì đều bị bắn bỏ. Đấy là một lời thách thức, tuyên bố với cả thế giới, đồng thời thách thức Mỹ và Nga. Chính vì điều đó mà hôm qua chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin đã điều gấp hạm đội Biển Đen xông ra Biển Đông để trừng trị Trung Quốc, bắt giữ giàn khoan siêu to khổng lồ mang tên Hải Nam 999 mới nhất của phía Bắc Kinh. Điều này đã gây ra những xung đột căng thẳng giữa hai nước, nhưng quốc tế cho rằng Nga đang hành động đúng, bởi vì Trung Quốc dám đưa ra giàn khoan ở Biển Đông để khai thác dầu khí là trái với cả luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất mới và rất đáng quan tâm ở Biển Đông. Khi một tờ báo nổi tiếng của Nga nói rằng cả thế giới phải biết về quyền lợi hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông, chủ đề chính trong các chương trình nghị sự quốc tế hiện nay vẫn là cuộc chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia đang chung tay đánh bại đại dịch và khôi phục nền kinh tế, Trung Quốc lại có nhiều động thái làm phức tạp tình hình trên Biển Đông trong suốt 3 tháng vừa qua. Tờ báo của Nga cho biết, trong thời gian dài vừa qua, các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và các nước trên thế giới, đang nỗ lực chống dịch COVID, bởi chính Trung Quốc đã nhiều lần thực hiện các hành động phi pháp trên Biển Đông như điều tàu thăm dò con tàu khảo sát địa chất hải dương 8 và 9 tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, tuyên bố thành lập cái gọi là quần đảo Tây Sa và Nam Sa rất vô lý, bị cả cộng đồng của quốc tế lên án. Tờ báo của Nga nhấn mạnh những hành động trên của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của quốc tế và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, khiến cho dư luận trên toàn thế giới hết sức quan ngại cũng như phẫn nộ. Phát biểu tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga, ông Putin nói rằng Việt Nam đã nêu gương trước sự thành công vang dội của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 làm tăng đáng kể uy tín của đất nước trên trường, của quốc tế. Việt Nam hiện đang quyết tâm bảo vệ an ninh và chủ quyền hợp pháp của quốc gia này trên Biển Đông. Với tư cách là một thành viên trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã hành xử một cách rất văn minh và đầy trách nhiệm khi yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp của Việt Nam. Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn những công ước quan trọng được họ ký kết và phê chuẩn. Điển hình là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo Moscow và của Nga nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến chống Pháp và Mỹ, Việt Nam đã giúp cả thế giới biết về bản chất phi nghĩa của chiến tranh xâm lược. Trong tranh chấp Biển Đông, Việt Nam đang cố gắng chứng minh với thế giới rằng họ là một quốc gia trung thực, có trách nhiệm và chỉ muốn bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Tờ báo của Nga không quên chỉ trích phía Trung Quốc khi nói rằng Bắc Kinh nên hiểu rằng chính sách hung hăng của họ trên Biển Đông chỉ phản tác dụng. Việc phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc chỉ mang lại lợi thế tạm thời. Bắc Kinh đã mang tai mang tiếng và thiệt hại gây ra cho một quốc gia không tôn trọng luật pháp quốc tế sẽ là rất lớn. Trong bối cảnh hiện tại, Mỹ và các nước trong khu vực, cũng như là Liên minh châu Âu đang tận dụng mọi cơ hội để công kích, hạ thấp uy tín của Trung Quốc. Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin về đại dịch COVID-19, xây dựng một liên minh cô lập Bắc Kinh. Những hành động phi pháp của Trung Quốc có thể dẫn tới việc Mỹ, Nga, Nhật Bản,
Hàn Quốc và liên minh các nước trên thế giới xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng thôn tính của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì điều này sẽ là một điều rất thuận lợi. Trời, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Quốc sẽ bị trừng trị tận gốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết của Trung Quốc cho biết, đến nay các tỉnh nằm tại ven sông Dương Tử đang phải hứng chịu các trận mưa dữ dội, khiến các con sông tại khu vực hạ lưu của con đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gánh chịu thiệt hại to lớn. Nước lũ đã nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân và cướp đi hàng trăm hecta hoa màu, số tài sản của người dân nằm ngổn ngang dưới dòng lũ. Trận lũ không chỉ gây tổn hại kinh tế mà còn khiến cho tinh thần người dân vùng này trở nên hoang mang. Theo Reuters đưa tin, sáng nay một trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt hết sức tồi tệ trong nhiều thập kỷ qua tại tỉnh này. Sau một trận mưa dông kéo dài 5 ngày liên tiếp đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đường xá trong thành phố, khiến người dân trong thị trấn còng mình chạy lũ để bảo toàn tính mạng. Giờ đây, lũ lụt tại Trung Quốc thường xuyên đến nỗi người dân không còn xa lạ gì và họ luôn trong tình thế sống chung với lũ bất cứ lúc nào. Dòng nước lũ ngày một xối xả, dữ tợn, cuốn trôi nhiều ô tô và nhà cửa của người dân. Nhóm phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh cho thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn tàn phá và nuốt trôi tài sản của người dân. Khoảng 12.000 người dân trong thành phố đã phải sơ tán lên vùng cao hơn để giữ an toàn bởi với tình hình như hiện nay trời vẫn mưa, chưa có dấu hiệu dừng lại và đang còn tiếp diễn phức tạp trong mấy ngày tới. Chính vì thế, công tác cứu trợ tại khu vực này xảy ra thảm họa đang gặp vấn đề vô cùng khó khăn. Các nhân viên cứu hộ dùng xuồng cỡ lớn và cố gắng đưa những nạn nhân đang mắc kẹt trên mái nhà và các tòa nhà cao tầng khác. Cho đến sáng nay, chưa có con số thống kê nào được báo cáo thiệt hại về người. Theo đó, tại thị trấn Lưu Bá, nằm bên cạnh thị trấn Hán Trung cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tương tự. Nước lũ cuồn cuộn tràn xuống qua các con phố có độ dốc cao đã cuốn trôi hàng trăm chiếc ô tô chất thành đống tại một ngã tư, cuốn toàn bộ mọi thứ trên vỉa hè và bất cứ thứ gì có mặt trên đường đi của nó. Trước sự bàng hoàng và run sợ của người dân đang quan sát từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà cao tầng, hiện vẫn chưa có ước tính chính xác về con số thiệt hại, nhưng theo các giới chức tại địa phương, tổng thiệt hại là không hề nhỏ. Các hình ảnh về lũ lụt cũng được đài truyền hình địa phương đưa tin. Thời điểm hiện tại, nỗi lo lắng lớn nhất của các cư dân sinh sống tại khu vực hạ lưu sông Dương Tử đều đang hướng về con đập Tam Hiệp. Với tần suất cao kỷ lục của lượng mưa lũ trong mấy ngày qua từ các con sông đang đổ về con đập lớn nhất thế giới ngày một tăng cao, việc khiến cho con đập quá tải và phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ lúc nào là điều khiến cho người dân đang hoang mang. Bởi một khi lượng nước mưa kéo dài và tập trung dồn về hồ chứa Tam Hiệp, việc bị vỡ là khó tránh khỏi. Đập Tam Hiệp dù có bền bỉ tới đâu cũng không chịu được một lượng nước khổng lồ ngày đêm tràn xuống và phá vỡ kết cấu của con đập. Có thể nhiều người không cảm nhận được mối nguy hiểm và sự bất an này, nhưng nếu chúng ta xây thêm một con đập khổng lồ với lượng nước hàng triệu mét khối mỗi giây, chắc chắn chúng ta sẽ có đồng cảm với sự hoang mang và lo sợ của những người dân sinh sống tại khu vực với hạ lưu con đập Tam Hiệp. Trong suốt từ đầu tháng 4 tới nay, băng tan tại phía Tây bồi thêm các trận mưa lớn liên tục kéo dài gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẩy lượng nước lũ đổ về sông Dương Tử ngày một tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống của người dân trong mùa mưa lũ năm nay. Vào sáng ngày hôm nay, theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết của Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Cần đề phòng có thể có một trận lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra. Do lượng mưa lớn không ngừng tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở trên thượng nguồn của sông Dương Tử thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, theo Tân Hoa Xã đã dự báo tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong năm ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối mỗi giây. Các đoạn đê của con sông Dương Tử, Hồ Bắc và các nơi khác đã bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Chính quyền các tỉnh xin hỗ trợ vốn từ chính quyền Trung ương Trung Quốc và buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả đá và chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản lượng nước tràn qua, đồng thời đặt hàng triệu bao cát vào các chỗ đê bị nứt. Có nơi dòng nước lũ đã dâng cao, vượt mức tầm cửa sổ tầng 1 của các ngôi nhà ở thị trấn trong khu vực, gây ra ngập úng toàn bộ cây trồng, hoa màu và xung quanh khu vực.
tất cả công trình và hoa màu người dân bị nước lũ nhấn chìm, thiệt hại nặng nề cho mùa thu hoạch sắp tới. Sáng nay, từ Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng 4 đến nay, bộ này buộc ra lệnh sơ tán hơn 2 triệu người dân từ 2 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ hoành hành hầu hết là người dân ở miền Trung, phía Đông và phía Nam của Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Bộ ứng phó khẩn cấp đưa ra lời cảnh báo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao tới 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn đã gây ra 3 trận lở đất tại một thị trấn vùng núi Trùng Khánh thuộc khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, đã khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ lụt đang diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Vào năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão Inva cũng đã xuất hiện hồi tháng 7 năm ngoái và cơn bão Lupit ở đầu tháng 5 năm 2022 này. Nó đã tàn phá các tỉnh thành phố phía Đông của Trung Quốc đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán và các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa xảy ra liên tục đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng con đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là để giảm thiểu lượng lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Và đây cũng là điều khiến cho giới Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy ngày qua và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc của Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 2,5 đến 3,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Default Tom, người dân tại các tỉnh lũ lụt An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ hoặc do vỡ đập. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Theo người dân địa phương cho biết, 100 tỷ nhân dân tệ sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng gây ra. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ vào ngày hôm qua để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Kính thưa quý vị khán giả, sự kiện đội đặc nhiệm Rồng Đen Việt Nam bắt được viên tướng Trung Quốc trên dải núi Dài Sơn. Nội dung của bản tin thời sự sẽ được trình bày ngay sau đây. Thưa quý vị, những ngày gần đây, quân Trung Quốc thường xuyên dùng máy bay các loại xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không Aegis của Đài Loan. Đây là một động thái mà Trung Quốc muốn dùng vũ lực để thống trị Đài Loan. Và nếu Trung Quốc thâu tóm được Đài Loan thì Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sẽ tiến tới một bước khó khăn hơn. Việt Nam mất đi một đồng minh ủng hộ. Đài Loan sẽ viện trợ cho ta hỏa tiễn văn phong để chống lại Trung Quốc. Sau đó, đội đặc nhiệm của Việt Nam đã bí mật có mặt tại Đài Loan làm nhiệm vụ thiêng liêng. Trong một sự kiện, hai người lính đặc nhiệm Việt Nam đã bắt được viên tướng Trung Quốc trên dãy núi Sài Sơn. Sự việc làm chấn động cả nước Đài Loan và lan đi khắp thế giới. Và vào thời buổi công nghệ thông tin hiện đại như hiện nay, mọi câu chuyện có tính giật gân đại loạn như vậy, chỉ cần mấy phút sau là cả thế giới đều biết. Có rất nhiều người đang bàn ta tán vào về câu chuyện này. Việc đầu tiên cả thế giới đều biết là họ hết sức ngạc nhiên tại sao Đài Loan lại có sự xuất hiện của quân lính Việt Nam. Hơn nữa, lính Việt Nam lại hiên ngang tham gia vây bắt lính Trung Quốc trên hòn đảo mà không ngần ngại gì ở Trung Quốc trả thù về vấn đề này. Họ rất khâm phục và tự hỏi tại sao các nước như Anh Quốc, Nhật, Pháp và đồng minh của Mỹ lại không dám đưa quân đến Đài Loan ủng hộ, giúp đỡ Đài Loan giống như lính Việt Nam. Ngay sau đó, họ mới tìm hiểu được và biết rằng lính Việt Nam đã đến Đài Loan từ hơn một năm qua theo sự thỏa thuận của hai nhà nước. Đơn giản là nó giống như sự xuất hiện của lính Trung Quốc tại Campuchia. Có một điều khác biệt là lính Việt Nam sang Đài Loan gần như theo kiểu lao động được nhập quốc tịch Đài Loan sau 2 năm đó, nếu không vi phạm luật pháp. Đây là điều khác biệt với những hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nhật hoặc với các nước khác. Một điều ngạc nhiên khác nữa, thế giới không hiểu tại sao viên tướng Trung Quốc không dám chống trả hai người lính Việt Nam trong khi bên mình lại có mang theo súng. Vấn đề này như chúng tôi đã đưa tin vào các bản tin trước, viên tướng này nằm đó chờ cơ hội để trốn về lại Trung Quốc. Hắn ta đủ thông minh để biết rằng khi đến Việt Nam nổ súng thì ít sau đó có hàng ngàn quân lính gần đó sẽ có mặt. Hắn làm sao chống đỡ nổi 300 lính Việt Nam, 1.000 lính Đài Loan, đầu hàng chính là cơ hội sống sót. Đài Loan có bắt được hắn cũng không dám sát hại, mà trước sau gì cũng phải trao trả lại. Hắn ta tự tin nói rõ điều này.
khi bị bắt, hắn khai mình là thiếu tướng quân báo quân đoàn 5, người Trung Quốc đang bao vây khắp hòn đảo và chỉ chờ cơ hội thuận lợi là ra tay sát hại một viên tướng. Có cách nào tự chuốc lấy chiến tranh hay nói cách khác sập bẫy người Trung Quốc? Chính vì vậy mà khi đến căn cứ quân sự ở Cao Hùng, hắn cười tươi như hoa, không ai nghĩ rằng hắn ta đang làm tù binh. Ngay sau khi viên tướng này bị bắt, phía Trung Quốc lập tức nhận được nguồn thông tin và đài báo của Trung Quốc thay nhau lên tiếng yêu cầu Đài Loan trao trả viên tướng này về nước. Vương Liêu chính là tên của viên tướng này được báo chí Trung Quốc nhắc đến. Vì câu chuyện này mà chuyện của tướng Lưu Bá Khanh chạy trốn sang Đài Loan bỗng bị chìm hẳn đi. Về phía Đài Loan, một số tờ báo cũng đưa ra lời bình luận về câu chuyện này. Cơ bản họ đã đưa ra nhận định cá nhân theo quan điểm của họ chứ không dám đại diện cho người Đài Loan hay bất kỳ tổ chức nào. Tờ Ban Quản Chu đưa tin phía Trung Quốc đòi hỏi người về nước và tướng Vương Liêu cũng tự tin Đài Loan không dám giữ ông ta quá 3 ngày. Tuy nhiên, đất nước nào cũng có luật pháp riêng, tướng Vương Liêu xâm nhập bất hợp pháp vào Đài Loan, hơn nữa còn ám sát bà Thái Anh Văn. Bởi vậy, ông ta sẽ bị giam giữ ít nhất 2 lệnh để điều tra mới. Mỗi một lệnh này sẽ là 4 tháng và cuối cùng sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Căn cứ vào những tội trên thì ít nhất tướng Vương Liêu cũng bị phạt tù từ 15 đến 20 năm tù. Như vậy, chiến sự tại Đài Loan và Trung Quốc có thể bùng nổ sớm hơn vì viên tướng này. Chắc chắn bà Thái Anh Văn sẽ không chấp nhận thả người và Trung Quốc sẽ lấy cớ đó để tấn công nhanh. Hiện tại, trong mấy ngày vừa qua, tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng tăng mạnh. Sự kiện thiếu tướng Lưu Bá Khanh chống mệnh lệnh trốn sang Đài Loan kéo theo cả gia đình tỉnh trưởng thành phố Bắc Hải đã khiến cho Tập Cận Bình nổi giận. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói rằng hai gia đình này sẽ nhanh chóng được Mỹ chấp nhận xin tị nạn và rời Đài Loan rất nhanh vì họ có nguy cơ bị đe dọa về tính mạng. Phía Trung Quốc đã cố gắng hết sức có thể, nhưng họ không đạt được mục đích. Tập Cận Bình đã động đến Đài Loan, bây giờ động đến Mỹ và các nước đồng minh. Tuy nhiên, dù Tập Cận Bình muốn dừng lại cũng không được, bởi nếu hắn không rút lui, chắc chắn sẽ có một cuộc đảo chính trong nội các Trung Nam Hải. Đã quá 3 lần Tập Cận Bình hoãn binh vì nhiều lý do, nhưng lý do cơ bản chính là hai đứa con gái cưng của hắn ở tại Đài Loan. Lãnh đạo sinh viên biểu tình chống lại chính cha ruột của mình, nếu ông ta phát động chiến tranh, đồng nghĩa hắn đã tự giết hai đứa con gái của mình. Nhiều nguồn tin cũng tin rằng bà Bành Lệ Viện, vợ cũ của ông Tập Cận Bình cũng đã chuẩn bị từ Việt Nam bay sang Đài Loan ủng hộ con gái và bà Thái Anh Văn. Dù mỗi người một ngả nhưng Tập Cận Bình vẫn còn sợi dây ràng buộc là đứa con gái chung. Bởi vậy, ít nhiều hắn ta cũng bị dao động bởi sự chống trả cả từ những người thân của hắn. Trong khi đảo Hồng Thủy số 4 vẫn đang tấn công đập Tam Hiệp thì bất ngờ ngày hôm qua một siêu bão vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở hồ chứa nước lớn nhất của Trung Quốc, nằm sát ngay cạnh con đập Tam Hiệp. Vòi rồng khổng lồ này xuất hiện lao nhanh như một tia chớp lên tới vận tốc ước tính hơn 154 km/h, đe dọa trực tiếp tới an nguy của con đập Tam Hiệp, khiến hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn, vượt biên để trú ẩn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tình hình lũ lụt, động đất, sạt lở ở nước này vẫn đang căng như dây đàn. Thì hôm qua, một siêu vòi rồng khổng lồ di chuyển với vận tốc lên tới 150 km/h và tâm điểm của nó hướng đúng vào 4 nơi được cho là quan trọng bậc nhất của Trung Quốc. Đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Tứ Xuyên và Phật Sơn, Quảng Đông của phía Trung Quốc. Video được người dân Trung Quốc chia sẻ trên mạng Weibo cho thấy những nơi mà siêu vòi rồng bạch tuộc đi qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Nhiều nơi đã bị nó càn quét trở thành tan hoang và thê thảm. Tờ báo của Trung Quốc còn chụp được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy vòi rồng khổng lồ đã cuốn trôi rất nhiều ngôi nhà và các cây cổ thụ, xe ô tô bị cuốn bay lên rồi rơi mạnh xuống đất, làm vỡ nước một đoạn đê thuộc nhánh sông Trường Giang, khiến cho hàng trăm triệu người dân ở các thành phố lân cận chạy tán loạn lên đỉnh núi cao để trú ẩn. Hơn 2/3 trong số đó đã chạy lên các tỉnh thành như Tây Tạng và Tân Cương để lánh nạn. Một số thì đòi vượt biên lánh nạn vì cho rằng trong nước hiện tại không có nơi nào an toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính do siêu vòi rồng gây ra lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Ông Tập Cận Bình và nhiều quan chức Trung Quốc đang được cho là đứng ngồi không yên khi trong hơn một tháng qua nước này liên tục phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên vô cùng tàn khốc chưa từng có trong lịch sử như vậy. Theo ông Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, đây là hiện tượng thiên nhiên rất bất thường, lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc gần 1.000 năm trở lại đây. Ông Giám đốc Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn nói tiếp, vòi rồng rất ít khi xuất hiện ở những nơi này, đặc biệt là đập Tam Hiệp và những vùng hải lưu xung quanh. Bắc Kinh không hề ghi nhận hiện tượng nào cực đoan và nguy hiểm như năm nay. Phải nói rằng năm 2022 là năm định mệnh của Trung Quốc. Từ năm 2020 đến nay, Bắc Kinh đã phải trải qua nỗi đau do dịch bệnh COVID-19. Thì nay mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, bão tố, phong ba mịt mờ đang liên tục ập tới Trung Quốc. Và hôm qua, vòi rồng khổng lồ đã tiếp tục càn quét Bắc Kinh liên tục 55 ngày đêm vừa qua không ngừng nghỉ, dội lên đầu Trung Quốc.
làm cho nền kinh tế của nước này đã thiệt hại nặng nề rồi nay lại lụi tàn theo thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đà này tiếp tục xảy ra, khả năng cao người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ phải từ chức, bởi vì những áp lực trong suốt thời gian vừa qua như thù trong giặc ngoài, các thế lực thù địch luôn muốn dòm ngó đánh chiếm Trung Quốc, cộng thêm thiên tai dịch bệnh hoành hành, làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ăn không ngon ngủ không yên. Có thể ông Tập Cận Bình đã cảm thấy dần sợ hãi khi liên tục trong suốt 55 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc phải hứng chịu những đòn đau thấu xương của đấng tối cao và thiên nhiên giáng xuống. Nhiều chuyên gia còn cho biết sau bao nhiêu tai ương và tai họa liên tục giáng xuống Trung Quốc như thế này. Đây được xem là giấc mộng Trung Hoa của chính quyền ông Tập Cận Bình. Những trận thiên tai từ động đất, bão tố, phong ba, lũ quét, sóng thần, nay lại thêm cả vòi rồng, Trung Quốc mạnh mẽ hay tài giỏi như thế nào? Dù có 100 ông Tập Cận Bình đi nữa thì Bắc Kinh cũng không bao giờ có thể chống chọi lại với quả báo mà thiên nhiên đã dọn sẵn cho đất nước này. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, ông Tập Cận Bình dù lũ lụt hạn hán nhưng vẫn nuôi tham vọng đi chiếm Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ của các nước. Bằng chứng là Trung Quốc vừa mới hạ thủy tàu sân bay thứ 3 mang tên là Phúc Kiến. Ông Tập tuyên bố Trung Quốc giờ đây sẽ là bá chủ của biển cả, vượt qua cả Mỹ. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc dần mất hết lòng tin với cả thế giới. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc lẽ ra là một trong những nước lớn mạnh nhất trên thế giới, nhưng giờ đây, trong mắt cộng đồng của thế giới, Trung Quốc chỉ là một nước mà chuyên đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, chuyên đi gây gổ, gây hấn đánh nhau nhằm xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, nhất là khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông và biển Đài Loan. Ngay từ đây, chắc chắn có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao nhiều nước trên thế giới ghét bỏ Trung Quốc và quay lưng lại với Bắc Kinh đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân là lý do chính đáng của nó. Ở đây, do những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm của ông Tập Cận Bình mà ra, chính quyền của ông Tập đã đem quân đội của Bắc Kinh đi gây hấn với hầu hết các nước trong khu vực xung quanh mình. Và khi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra suốt 55 ngày đêm vừa qua, không một ai, không một nước nào trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc. Họ đều quay lưng lại với Bắc Kinh. Duy nhất chỉ có chính phủ Việt Nam của chúng ta vì tình thương mến thương đã ủng hộ cho người bạn 4 tốt 16 chữ vàng, người anh em núi liền núi, sông liền sông, 1 triệu đô la Mỹ để giúp Trung Quốc vượt qua khó khăn. Nhưng thật nhố nhăng, Trung Quốc lại ăn cháo đa bát, không những không biết ơn mà còn đem quân đội của Bắc Kinh dẫn theo 20.000 tàu cá có vũ trang tiến xuống Biển Đông của chúng ta tập trận và bắn đạn thật. Trung Quốc còn mạnh mồm tuyên bố sẽ tiêu diệt những tàu thuyền lai vãng trong phạm vi 12 hải lý đường lưỡi bò của nước này, xua đuổi và đâm chìm bất kỳ loại tàu nào dám đến gần hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa mà Trung Quốc đã xâm chiếm trái phép của đất nước chúng ta. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện tại Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách đối với cả thiên nhiên. Trong những ngày vừa qua, liên tục mưa to, gió lớn ập xuống đầu của phía Trung Quốc, làm cho ngập lụt ở khắp mọi nơi. Có những nơi trũng lên tới 13-14 mét, có những nơi ngập sâu tới 19-20 mét. Những ngôi nhà xây 5-7 tầng bây giờ chỉ còn cái nóc mà thôi. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới những việc hạn hán lũ lụt kể trên. Ông ta vẫn nhăm nhe đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, gây hấn với các nước trong khu vực và trên thế giới. Không một ai dám đối đầu với Trung Quốc ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Nhà Trắng Mỹ vẫn chưa trừng trị được tận gốc phía Bắc Kinh. Chính vì vậy mà các nhà phân tích cho rằng trời đất và thiên nhiên đã trút cơn giận dữ để trừng phạt Trung Quốc một cách chính đáng, và đó chính là nhân quả báo ứng và hoàn toàn chính xác ở một thế giới công bằng như ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hầu hết cộng đồng trên toàn thế giới những ngày vừa qua đều rất thông cảm cho người dân của Trung Quốc đại lục, bởi vì họ là những người dân vô tội, họ không đáng bị trừng trị. Người cần được trừng trị ở đây là ông Tập Cận Bình, người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, luôn muốn đưa Trung Quốc lên ngôi vương thế giới vượt cả Mỹ và Nga. Chính vì thế mà ông ta đã bất chấp tất cả. Ông ta chỉ cúi đầu khuất phục trước mẹ thiên nhiên, trước đấng tối cao mà thôi. Và trên con đường danh lợi muốn đưa Trung Quốc đại lục trở thành ngôi vương của thế giới, ông ta đã quá vội vàng, mắc quá nhiều sai lầm. Vì thế mà bây giờ thiên nhiên đã ra tay trừng trị Trung Quốc, và đây chính là bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập. Và hy vọng sau đợt trừng phạt của mẹ thiên nhiên này, Trung Quốc sẽ nhìn nhận lại những tội lỗi sai trái của mình, và trong tương lai chính quyền của ông Tập hy vọng sẽ đối xử tốt với người dân Bắc Kinh, cũng như không đi gây gổ gây hấn với các nước láng giềng xung quanh mình, đặc biệt là không vi phạm xâm chiếm Biển Đông. Và chỉ có như vậy, Trung Quốc mới được sống trong yên bình, còn nếu không, trời đất thiên nhiên sẽ tiếp tục nổi giận và sẽ đánh sập con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Khi đó, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ và chính quyền của ông Tập sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới nữa.
Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất hay mà ngày hôm qua tờ báo Tokyo của Nhật Bản đưa tin. Tờ báo của Nhật Bản viết về thành phố Vũ Hán trong thời gian vừa qua với tiêu đề thành phố Vũ Hán của Hồ Bắc, Trung Quốc gặp rất nhiều những cái đen đủi khi dịch bệnh trôi qua, lũ lụt đã đến, người dân thì oan mình chịu đựng. Bài báo của Nhật Bản mô tả chi tiết như sau. Năm nay tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn, đen đủi và khắc nghiệt với người dân thành phố Vũ Hán. Khi dịch bệnh COVID-19 trôi qua thì lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất đã ập đến thành phố Vũ Hán, miền trung của Trung Quốc, được biết đến trong vài ngày vừa qua đã chịu những đợt mưa lớn, mưa khủng khiếp. Mưa như chút xuống thành phố này đã khiến cuộc sống của người dân vô cùng vất vả. Họ chưa bước qua đại dịch COVID-19 mà đã phải hứng chịu cả lũ lụt, màn trời chiếu đất nằm tan hoang và gây sợ. Trong các ngày từ ngày hôm qua, lượng mưa tối đa vượt 250mm đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước đã vượt cảnh báo ở một số nơi. Mưa lớn được cho là dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Vì thế, tình hình ở thành phố Vũ Hán đang rất là khổ sở. Trước tình hình căng thẳng như vậy, buộc cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở thành phố này ra một thông báo khẩn cấp, tăng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 2 lên cấp độ cao nhất trong mực nước lũ. Về phía các địa phương, thị trưởng của thành phố Vũ Hán, ông Chu Tiên Lượng đã cam kết rằng công tác phòng chống lũ lụt sẽ không ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, vì đây không phải là lần đầu tiên thành phố này rơi vào tình cảnh này. Năm 1998, trận lũ lụt lịch sử cũng đã xảy ra trên khu vực sông Trường Giang khiến thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Dù cam kết công tác phòng chống lũ lụt không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng chính quyền địa phương vẫn có rất nhiều điều trăn trở. Cụ thể, thành phố miền Trung của Trung Quốc là nơi khởi phát dịch COVID-19 vào cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau đại dịch khiến giới chức của nước này lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế, thành phố Vũ Hán sẽ có thêm khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ vài ngày sau khi siêu bão số 5 tàn phá, Trung Quốc đại lục lại phải quay cuồng chống chọi với cơn bão số 6 đang ngày càng mạnh lên và tiến vào các tỉnh, huyện, biển miền Trung và Nam như Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. Cơn bão số 6 với sức gió hơn 270 km/h đã đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng nay. Cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp đã hủy hoại những nơi mà nó đi qua, trở thành đống hoang tàn, tình hình rất nghiêm trọng, những cơn mưa dai dẳng còn gây ra lở đất ở nhiều nơi. Sáng nay, trên kênh truyền hình CCTV trực tiếp, người đứng đầu Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tập trung cứu những người bị mắc kẹt và hỗ trợ thuốc thang cho họ. Ông cũng kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế trợ giúp. Trung Quốc đang phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong hơn 3 thập kỷ, với gió giật lên tới 270 km/h đã được ghi nhận ở Giang Tô và Chiết Giang tối ngày hôm qua. Các vùng của Sơn Đông, Liêu Ninh cũng phải đối mặt với cơn bão tồi tệ không kém. Theo BBC, cây cối hai bên đường đổ xuống ngổn ngang, xe tải và ô tô lật nghiêng, hàng trăm hộ gia đình mất điện khi cơn bão số 5 đi qua các vùng ven biển xung quanh Trung Quốc. Các vùng bờ biển phía đông của nước được cảnh báo là sẽ có sóng thần và mưa lớn. Sức gió kỷ lục, sức gió mạnh nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc được báo cáo tại ngọn hải đăng trên đảo Hempao đã vượt kỷ lục trước đó ghi nhận là 196 km/h năm 2021. Đây tạm thời là sức gió mạnh nhất cần được ghi nhận ở Trung Quốc, cơ quan khí tượng Trung Quốc viết trên Weibo. Hàng triệu người đã được kêu gọi ở trong nhà. Một nhân viên hội đồng 62 tuổi ở Chiết Giang đã thiệt mạng do cây đổ. Theo phóng viên tại hiện trường ở dọc duyên hải nước này, nơi bị bão tấn công sau đó 3 ngày, 17 người đã thiệt mạng. Cơn bão hoành hành đã khiến khoảng 10 triệu người Trung Quốc không có điện và buộc các trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa. Cơn bão cũng đã gây ra những thiệt hại trên diện rộng khác. Gió mạnh đến độ kỷ lục xé toạc mái vải của nhà thi đấu ở Thượng Hải, thổi bay một phần của ngọn tháp của một tòa cao ốc và thậm chí lật đổ tháp trung tâm từ một trạm phát điện. Bất chấp sự tàn phá của cơn bão, các nhà khoa học đã cảnh báo không nên vội vàng liên kết mức độ nghiêm trọng của nó với biến đổi khí hậu. Vương Lâm, giáo sư khoa học khí hậu trường Đại học Bắc Kinh đã viết trên Weibo rằng, trong khi biến đổi khí hậu đang làm cho nước dâng do bão trên biển và lượng mưa cực lớn trong các cơn bão số 5 có nhiều khả năng xảy ra hơn, thì có ít bằng chứng về việc bản thân gió đang trở nên tồi tệ là hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã giải thích rằng hiện tại họ không thể tự liên kết một sự kiện với sự thay đổi khí hậu. Cao Minh Minh là một nhà nghiên cứu bão tại Đại học Bắc Kinh đã nói rằng thiệt hại về người và của có thể sẽ tồi tệ hơn nếu cơn bão tạo thành stress.
Hiện tượng khí tượng được gọi là đã gây ra một số cơn gió bão gây hại nhất trong các cơn xoáy thuận ngoài nhiệt đới phát triển theo mô hình gió tháp của các cơn xoáy thuận đại dương. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm xảy ra khi một dải không khí hẹp lao xuống với tốc độ hơn 180 km/h tạo ra một hành lang trên diện rộng từ 10 đến 20m. Lần cuối cùng hiện tượng này hình thành ở Trung Quốc là một trận siêu bão vào năm 2003, cướp đi sinh mạng của 180 người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, một trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng đã đổ bộ vào tỉnh Hà Nam thuộc miền Nam Trung Quốc có tên gọi là cơn lốc Heshi đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Sáng nay, phóng viên của Nikkei đã kịp thời có mặt và thu thập thông tin tại hiện trường trận lũ kèm lốc xoáy vừa qua. Qua thống kê sơ bộ của các ngành địa phương tỉnh Hà Nam, ảnh hưởng của trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng lần này đã khiến tỉnh Hà Nam phải hứng chịu một số thiệt hại khổng lồ, rơi vào con số khoảng 39 tỷ nhân dân tệ. Trận lũ lụt kèm lốc xoáy lần này đã được các nhà khí tượng học phân tích là trận lũ lụt kinh khủng khiếp và được xếp vào một trong những trận lũ lụt lịch sử của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dạnh áp thấp bắt đầu xảy ra, các cơn mưa lớn và dông, những cơn gió mạnh giật cấp 12, 13 liên tục đổ vào tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc, làm tốc mái hầu hết các ngôi nhà trong địa bàn tỉnh. Một số căn nhà nhỏ đã có dấu hiệu bị xóa sạch, cây cối dọc đường xá đã bị bay cả gốc. Những cành cây lớn nhỏ đều bị bẻ gãy và bị gió lốc cuốn đi bay tứ tung. Đợt mưa kéo dài về liên tục không có dấu hiệu thuyên giảm đã tích trữ một lượng nước ở các con đập thủy điện trên thượng nguồn. Sau nhiều giờ cơn mưa không ngừng, các đập nước đã có dấu hiệu vượt báo động đỏ. Phía các nhà chức trách đã yêu cầu xả nước để ngăn ngừa nguy cơ vỡ các con đập. Lượng nước mưa lớn cộng thêm trận xả đập đã nhấn chìm vùng ngoại ô gần thượng nguồn trong phút chốc. Cơn lũ đã đổ về với khối lượng nước ở dọc hai bên bờ sông Hồ Nam nhanh chóng dâng cao, nhấn chìm cả một huyện của tỉnh Hà Nam. Các bè cá dọc hai bên sông đã bị cuốn sạch sẽ ra biển lớn. Hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ đục ngầu, gia súc gia cầm cũng không thoát được. Các cơn lũ lớn thay nhau bị cuốn đi trong dòng nước, người dân của địa phương chỉ biết trốn chạy bằng cách leo lên nóc nhà, những đỉnh núi cao, vượt biển qua Đài Loan và vượt biên qua Việt Nam và Lào để thoát thân. Một số căn nhà thấp bé thì đã bị nhấn chìm hoàn toàn, những cụ già lớn tuổi tay chân không được nhanh nhẹn nên đã mắc kẹt thương tâm lại trong dòng nước lũ. Mặc dù trèo lên được các chỗ cao để ẩn nấp, song người dân phải đối diện với lực gió cực mạnh đã đạt đến cấp 12, 13. Gió có thể cuốn phăng mọi thứ, con đường giành giật sự sống của người dân ở đây cứ thế diễn ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Ở trên đầu là gió lớn kèm lốc xoáy và dưới chân là dòng nước lũ chảy xiết. Người dân Trung Quốc đã lao đao khốn khổ trong 3 giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Họ biết họ đã mất sạch tài sản, chỉ mong có người thân có thể sẽ vượt qua được cơn hoạn nạn này. Sau khi cơn lũ kèm lốc xoáy qua đi, người dân hoảng hốt tập trung lại tại nhà văn hóa để tìm người thân. Lúc này, những đội cứu hộ cũng đã bắt đầu có mặt để tiến hành lấy thông tin những người mất tích, phục vụ cho tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khuôn mặt những đứa trẻ may mắn còn sống sót đang vội vã tìm cha mẹ. Những người chồng bế con thơ cũng vội vã đi tìm vợ. Có cặp anh em mồ côi, nay cũng chỉ còn một người. Vâng, kính thưa quý vị, một khung cảnh vô cùng tang tóc đã diễn ra ở tỉnh Hà Nam sau khi lấy thông tin những người đã mất và thống kê lại, thì số người mất tích đã lên con số 361 người. Đội cứu hộ nhanh chóng vào vị trí tìm kiếm những người đã mất tích. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, người dân nơi xảy ra lũ lụt kèm lốc xoáy đã mất hết toàn bộ tài sản. Số người chết tại hiện trường là 123 người, số người mất tích là 361. Hệ thống nước sạch cũng bị phá hủy, các đường dây điện, các đường truyền Internet cũng đã bị hư hỏng nặng nề. Hàng chục con đường bị xói mòn trầm trọng, có khả năng sẽ xây dựng lại hoàn toàn chứ không thể sửa chữa được. Hai trong số 4 cây cầu đã bị lực nước bẻ gãy và cuốn trôi mất tích. Hàng ngàn gia súc gia cầm cùng hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm và cuốn trôi theo dòng lũ. Toàn bộ ngôi nhà trong khu vực lốc xoáy đi qua đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, không sụp đổ thì cũng tốc mái nghiêm trọng. Trường học và các trung tâm y tế, trung tâm cộng đồng cũng đã có những hư hại đáng kể, như các công trình kiến trúc của tỉnh cũng đã đổ vỡ, các cửa kính của bệnh viện cũng bị những vật thể cứng do cơn lốc cuốn bay và tạo nên những hư hại nặng nề về tài sản. Hàng ngàn chiếc xe hơi bị cuốn bay đã tụ tập lại ở sân vận động tỉnh Hồ Nam. Đáng kể thêm là một đoàn học sinh tiểu học trên đường đi học về nhà
đã không may bị cành cây lớn va đập và bị thương nặng phải nhập viện sau cơn bão kèm lốc xoáy lớn lần này. Trước sự kiện thiên tai lịch sử và để lại những hậu quả khủng khiếp như vậy, phía chính quyền, các nhà chức trách tỉnh Hồ Nam đã có những động thái và những lời phát biểu gì? Tỉnh Hồ Nam đang tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ hướng dẫn dân khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn mưa lũ, sửa các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là đang nỗ lực hết sức cho công cuộc tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Được biết, trong 361 người mất tích có 62 người thanh niên và còn lại là người lớn trên 50 tuổi. Công cuộc tìm kiếm dự định sẽ rất khó khăn khi hệ thống điện và Internet đang bị hư hỏng hoàn toàn và khả năng cao 361 người mất tích này đã bị thiệt hại và thi thể đã trôi ra biển theo dòng nước lũ. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, sau khi trận lũ diễn ra đã nhiều giờ đồng hồ, nhưng công tác tìm kiếm vẫn không mấy khả quan. Nhiều câu hỏi được đặt ra cho các nhà lãnh đạo cầm quyền quản lý và các bộ ngành khác nhau của tỉnh Hồ Nam, nhưng nguyên nhân dẫn đến các trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy đáng tiếc này. Hướng khắc phục hậu quả của trận lũ lụt để lại là sẽ có khoản trợ cấp hay bồi thường thiệt hại nào cho các hộ dân gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo trả lời trong buổi phỏng vấn rằng một khối không khí lạnh đã gây ra thay đổi áp suất của các dãy áp thấp dẫn đến tình trạng mưa lớn cùng lốc xoáy. Vì đây là hướng chuyển làn mục tiêu bất ngờ của cơn bão nên chúng tôi chưa kịp đề phòng. Theo dự đoán, cơn bão sẽ đi về phía Bắc chứ không phải là phía Nam như bây giờ. Bộ trưởng Bộ Môi trường Lý Thái Kiệt cũng đã thông tin đến người dân qua buổi họp báo rằng sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm khôi phục hiện trạng ban đầu của các địa phương bị thiệt hại nặng nề trong khu dân cư, cầu đường, các cơ sở vật chất khác sẽ dùng nguồn kinh phí của nhà nước để sớm có thể đưa cuộc sống người dân trở về ban đầu. Câu trả lời đáng mong chờ nhất của người dân và câu trả lời của đương kim Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ giải quyết những thiệt hại của các cá nhân, tập thể người bị hại như thế nào và đứng trước nỗi đau mất mát của người thân. Hàng chục người đã bỏ mạng trong trận lũ, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của nhà nước cũng như lượng nước từ đập thủy điện xả xuống đã khiến tình trạng cơn lũ trở nên nặng hơn. Ông Tập Cận Bình phát biểu trên thông tin đại chúng rằng sẽ hạ lệnh cho các địa phương tiến hành bồi thường cũng như khoản thiệt hại lớn cho người dân. Về phía những người đã mất tích trong thiên tai vừa qua, sẽ có người đến thăm hỏi động viên gia đình. Một sự mất mát lớn đến như vậy, nhưng chỉ nhận lại được những lời nói vô trách nhiệm của ông Tập Cận Bình đã làm cho dân chúng hết sức phẫn nộ. Người dân Trung Quốc vẫn còn chìm đắm trong mất mát đau thương khi tất cả đã mất trắng chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Khi nỗi đau này chưa nguôi ngoai, họ đã nhận về những câu trả lời hết sức vô cảm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã dấy lên trong lòng họ nguồn năng lượng tiêu cực và dự định sẽ chuyển thành những cuộc biểu tình lớn xảy ra ở tỉnh Hồ Nam trong thời gian này. Trưa ngày hôm qua, trung tâm thành phố Bắc Kinh bỗng tràn ngập châu chấu không biết từ đâu đổ về. Đàn châu chấu khổng lồ xâm chiếm các tòa nhà, khiến giới chức và người dân gặp nhiều phiền toái. Sự việc vô cùng nghiêm trọng, ngay lập tức Bắc Kinh đã phải hoãn các chuyến bay vô thời hạn. Hiện nay, theo tin của chính quyền cho biết, đã có rất nhiều tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc vì các tài xế không thể nhìn rõ đường dù có mở đèn, nhưng chẳng có tác dụng gì vì ánh sáng không thể xuyên qua con châu chấu. Do đó, tai nạn không thể tránh khỏi. Có những xe bị bốc cháy dữ dội vì cú va chạm mạnh, cảnh tượng xe tông nhau liên hoàn trên đường dài cả mấy cây số. Hiện nay, các con đường ở thành phố Bắc Kinh đều bị tắc nghẽn. Đường hàng không thì bị hoãn vô thời hạn. Theo như chúng tôi được biết, chính quyền đang huy động quân đội hỗ trợ trực thăng có gắn hệ thống phun thuốc để diệt châu chấu. Tuy nhiên, với số lượng châu chấu dày đặc thì công việc đó chẳng khác nào đem nước đổ biển. Nghiêm trọng hơn, đã có một chiếc trực thăng bị rơi xuống do lượng châu chấu bay vào động cơ làm tắc nghẽn và máy ngừng hoạt động. Hiện nay, theo thông báo của chính quyền các cấp là tất cả phải ở trong nhà, tránh bị ngộ độc vì hít phải thuốc xịt của phi đội trực thăng đang làm nhiệm vụ. Thành phố Bắc Kinh đang chìm trong nỗi kinh hoàng như thời của ông Bosi trừng phạt Ai Cập và làm châu chấu, rắn xuất hiện khắp thành phố và nước biến thành máu. Bầu trời Trung Quốc bây giờ không khác gì thước phim ngày tận thế. Số lượng châu chấu đến giờ này bị nhiễm thuốc rơi xuống là rất nhiều. Có con vẫn cử động nhưng đã mất khả năng bay. Rất nhiều châu chấu rơi xuống cống nước làm hệ thống nước thải bị tê liệt và hiện tượng nước sình phun lên từ cống làm bốc lên mùi hôi thối cực đỉnh. Qua một thời gian thì xác của các con châu chấu ngấm nước, ngấm hóa chất nên phản ứng của hóa học và chuyển ra màu đỏ. Hiện tại, chính quyền đang rất bế tắc trong tình huống xử lý này vì các hệ thống nước đều có hiện tượng chuyển sang màu đỏ, mùi tanh như máu. Trong năm nay, Trung Quốc đã phải gánh chịu rất nhiều tai ương như lời nguyền trong vụ Thiên An Môn. Đây được cho là quả báo đang đến với chính quyền ông Tập Cận Bình vì chính quyền nước này đã có những hành động vô cùng tàn ác.
Mới đây, chính quyền đã dùng xe tăng chiến đấu với các sinh viên tay không và cuối cùng dùng xe tăng bắn thẳng vào nhóm người biểu tình, rồi dùng xe tăng cán lên người đã chết và bị thương. Biến quảng trường Tiananmen thành sông máu, bao oan hồn không siêu thoát được. Sau đó, hiện tượng châu chấu và nước máu là do ứng nghiệm mà ra. Người ta còn ghi nhận rất nhiều hiện tượng dị thường khác như mưa ếch, mưa cá, thậm chí là mưa máu xảy ra tại nước này. Thời tiết có thể rất thất thường, nhưng chúng ta luôn luôn kỳ vọng nó rơi vào một trong số những khả năng nào đó. Nhưng đôi lúc mọi sự có thể trở nên khá huyền ảo, mưa máu là một trong các ví dụ. Sau đây là một số hiện tượng thời tiết kỳ dị từng được ghi nhận trong lịch sử mưa máu. Hiện tượng này có thể làm dấy lên nhiều nỗi e ngại. Mưa máu phổ biến đến mức nó hẳn có một trang Wikipedia cho riêng mình. Trường hợp điển hình nhất là vào năm 2001, khi một cơn mưa lớn màu đỏ đổ xuống bang Kerala của Ấn Độ. Nếu bạn lo sợ rằng cơn mưa này mang theo dịch bệnh của người Ai Cập cổ đại, hay điều này báo hiệu một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, thì bạn có thể bình tĩnh lại được rồi. Các nhà khoa học đã chứng minh một loại tảo siêu nhỏ màu đỏ là nguyên nhân đằng sau loại hiện tượng này. Mưa ếch, mưa chim, mưa cá, hiện tượng lạ lùng này thường xuất hiện tại nước Anh vào năm 1996. Một cơn mưa ếch đã trút xuống thành phố Llandewy ở xứ Wales, sau đó không lâu vào năm 1998 nó lại xảy ra ở London. Trong năm 2010, bang Ankaras của nước Mỹ đã phải hứng chịu một trận mưa chim khi xác những con chim két liên tục rơi xuống trong khu vực rộng khoảng 2 km của thành phố Bibby. Một điều tương tự xảy ra với một loài chim bồ câu ở Ý vào năm sau đó, nhưng điều kỳ lạ nhất phải kể đến là hiện tượng xảy ra ở Honduras. Hàng năm tháng 6, ngôi làng Yoro lại tổ chức lễ hội có tên là lễ hội mưa cá để đón một cơn bão thường niên khiến hàng nghìn con cá rơi xuống đường phố. Các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về nguyên nhân gây ra những loại mưa động vật này. Chỉ có một giả thuyết đơn giản là có vẻ như những cơn lốc xoáy đã kéo theo những con vật không may mắn này lên rồi thả xuống một nơi nào đó ở cách xa hàng cây số. Hiện tượng Bunado. Hiện tượng này chắc chắn sẽ là cơn ác mộng cho những ai đối mặt. Bunado là hiện tượng những cột lốc xoáy cao đến hàng trăm mét được tạo ra bởi những con châu chấu đỏ. Cơn lốc xoáy này không di chuyển với tốc độ cao và gây thiệt hại như những cơn lốc xoáy thông thường, nhưng chúng cũng rất đáng sợ. Các cột lốc xoáy này là các cột khí nhỏ xoay tròn hình thành khi một khu vực trên mặt đất được hâm nóng nhanh hơn khu vực xung quanh trong một ngày nóng khô ráo. Cơn mưa keo kỳ lạ. Cơn mưa này xảy ra tại thành phố Yorkville, nước Mỹ vào năm 1994. Cơn mưa đã trút xuống thành phố này không phải là nước mà một loại chất keo sền sệt. Một người phụ nữ có tên là Sunny Bradcliffe cho biết đã rất bối rối vì ngôi nhà của cô dường như là tâm điểm của sự kiện kỳ lạ này. Khi cô lấy hạt mưa keo có kích thước như hạt gạo đến cho Viện Sinh thái của tiểu bang, họ nhận thấy trong đó chứa vô số các tế bào nhưng lại không thể nói rằng đó là những tế bào gì. Giả thuyết được đưa ra, đây là những mẩu vụn còn sót lại của những con sứa biển bị thổi tung trong các cuộc thử bom ở đại dương. Nhưng dù giả thuyết này có là thực đi chăng nữa thì như thế vẫn vô cùng kỳ lạ. Hiện tượng sao thạch. Hiện tượng sao thạch bắt đầu được ghi nhận tại Scotland từ thế kỷ 14 khi nhiều người dân nước này tìm thấy lượng lớn những chất nhờn nhớp nháp trong rừng, quanh hiên nhà của họ hay thậm chí ngay trong cây cối của họ. Có những người cho rằng đây là những gì còn sót lại trên mặt đất sau một trận mưa sao băng. Nhưng không phải, học giả John xứ Gardeston từ thế kỷ 14 từng tuyên bố đây là thuốc bôi trực tiếp điều trị chứng áp xe. Dù thế nào y chăng nữa, những thứ xuất hiện trên cỏ, sao thạch và mưa keo ở trên đều có một hình dáng thật kỳ lạ. Các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra tuyên bố cụ thể về nguồn gốc của chúng, bất kể những chất nhờn này bắt nguồn từ đâu. Nếu như bạn nhìn thấy chúng thì bạn thấy rất là ghê rợn. Đứng trước tự nhiên, con người chúng ta còn quá nhỏ bé và ngoài kia còn rất nhiều hiện tượng khác nữa mà chúng ta chưa thể có lời giải đáp hoàn hảo. Chúng ta nên có một thái độ khiêm tốn và khách quan khi đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ, siêu thường, như vậy mới có thể hiểu rõ hơn về thế giới. Kính thưa quý vị, dân làng Trung Quốc cầu cứu khi lũ lụt ngày càng tồi tệ, chính quyền để mặc đê vỡ, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 27 trong số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vừa qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Trường Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 100mm đến 180mm trong 3 ngày tới. Ở một số vùng, lượng mưa có thể lên tới 300mm.
Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía Bắc của Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 2 ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói rằng sẽ có lũ lụt tại các con sông Hoàng Hà, sông Hải và sông Thuận Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Ông Diệp nói, chúng ta nên chú ý nhiều hơn miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 lần đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài The Epoch Times, người dân ở các tỉnh Ngọc Lục, An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông, hồ hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết một cư dân với bí danh Quang Minh sống ở làng Giwan nằm ở thành phố Đồng Lăng thuộc tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc. Dòng sông Trường Giang chảy qua làng này. Hôm vừa qua, ông Wang Min nói với đài The Epoch Times rằng ông và dân làng bị buộc rời khỏi quê nhà vốn ở gần một con đê nhỏ trong ngày hôm đó. Ông Wang cho biết chính quyền đã từ bỏ những khu vực đê nhỏ hơn để bảo vệ những khu vực đê lớn hơn. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè để mặt đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ có thể mặc mặt nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Và ngày hôm đó, hơn 12.000 người phải rời khỏi nhà của mình ở Đồng Lăng, ông Wang nói. Hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi lũ lụt giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Wang cho biết các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Ông nói thêm rằng chính quyền thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Gia tộc Yu sống tại làng Hu Đông thuộc huyện Ba Dương, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc. Ba thế hệ của gia đình sống chung với một mái nhà. Làng Hu Đông và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm sau nhiều lần vỡ đê. Giới chức tuyên bố rằng họ đã sơ tán người dân bị ảnh hưởng, nhưng gia đình Yu vẫn bị mắc kẹt trong nhà của họ. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này. Trao đổi với The Epoch Times, người cha cho biết ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự cần thực phẩm. Người ông nội giải thích nước lũ đã cao đến tầng 2 của làng Hu Đông. Ông Giang là cư dân sống tại làng DC, cách làng Hu Đông khoảng 30 dặm. Ông Giang và những người dân làng mình cũng bị kẹt trong tình trạng tương tự như gia đình Yu. Ông nói, ở làng tôi rất nhiều người mất nhà, nước lũ vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả nước lũ từ hồ Bà Dương. Nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc thuộc miền Trung Trung Quốc. Và lúc 11 giờ đêm, chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo một người dân tại làng Quang Du thuộc quận Thái Điền của thành phố đã gửi một đoạn video tới The Epoch Times. Trong đó ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng vì chính quyền sẽ xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng của đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Chen Guya, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, khúc sông Trường Giang đi qua tỉnh Hồ Bắc có thể đạt mực nước nguy hiểm trong 10 ngày tới. Trang web tin tức của chính quyền Vũ Hán là ChangJiangNet đưa tin rằng ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đến trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn sông Dương Tử, một trận lũ lớn đã xảy ra ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào ngày hôm qua và lưu lượng dòng chảy tăng nhanh. Theo yêu cầu của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử, mặt trước của đập hồ chứa Tam Hiệp cần được giữ ở mực nước giới hạn lũ khoảng 145 m. Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc và các cơ quan ban ngành liên quan đã nghiên cứu và quyết định dừng việc chuyển giao các tàu ro-ro giữa tập đoàn Tam Hiệp và Gejuba. Đồng thời, các phương tiện ro-ro trong khu vực đập Tam Hiệp đều sẽ đi qua đường dành riêng đến dự án Tam Hiệp. Theo người phụ trách Cục Quản lý Hàng hải Tam Hiệp trên sông Dương Tử, khoảng 25 tàu ro-ro đến khu vực đập Tam Hiệp mỗi ngày với hơn 800 phương tiện được tải. Trước đó, các phương tiện ngược xuôi lưu thông qua khu vực đập được vận chuyển theo dòng nước sau khi băng qua đường hai bên đập. Để tránh xung đột giữa thời gian thi công của xe ro-ro và xe thi công của dự án Tam Hiệp đã quyết định áp dụng phương thức giao thông tập trung và tính giờ cho xe ro-ro.
Điều này được hiểu rằng khi dòng chảy vào của Tam Hiệp đạt 45.000 mét khối trên giây, âu thuyền Tam Hiệp sẽ bị đình chỉ và các tàu chở khách trong khu vực đập Tam Hiệp sẽ thực hiện các biện pháp lật và chuyển đập khẩn cấp. Theo dự báo sơ bộ, đợt lũ lớn nhất ở thượng nguồn sông Dương Tử, lưu lượng tối đa qua khu vực đập Tam Hiệp sẽ lên tới 49.000 mét khối trên giây. Trận lũ lớn nhất trên sông Dương Tử kể từ mùa lũ tràn vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp sau khi đi qua trạm thủy văn Khu Tan ở thượng lưu sông Dương Tử lúc 8 giờ ngày hôm nay. Giáo sư Chang Hae-un, kỹ sư trưởng của Cục Thủy văn sông Dương Tử cho biết lũ lụt là do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Dương Tử và lũ lớn ở một số nhánh sông như sông Khuyên Giang ở lưu vực sông Jinling. Theo dõi thời gian thực của Cục Thủy văn sông Dương Tử cho thấy, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, các khu vực sông Jinsha, Minchu, Jilin và Tam Hiệp đã có mưa nhẹ đến vừa trên lưu vực sông Dương Tử và đã có mưa lớn ở một số khu vực. Bị ảnh hưởng bởi dòng chảy lớn, trạm thủy văn Khu Tan Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử đã đạt đỉnh lúc 8 giờ ngày hôm nay. Mực nước đỉnh lũ là 176,89m, lưu lượng tương ứng là 39.400 mét khối trên giây. Vào lúc 11 giờ, mực nước ở Khu Tan giảm xuống 176,84m và lưu lượng tương ứng giảm xuống 39.300 mét khối mỗi giây. Đây là đỉnh lũ lớn nhất được hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử kể từ mùa lũ, khi đỉnh lũ đầu tiên của sông Dương Tử trong năm nay đi qua trạm thủy văn Khu Tan vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng trước, lưu lượng chỉ là 24.100 mét khối mỗi giây. Hiện tại, Hồng Phèn đi vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp sau khi đi qua trạm thủy văn Khu Tan. Vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, lưu lượng dòng chảy đến hồ Tam Hiệp đã lên 37.000 mét khối mỗi giây, lưu lượng dòng chảy ra là 32.600 mét khối mỗi giây, mực nước vẫn dưới giới hạn lũ ở mức 143,98m. Vào ngày hôm qua, Wei Shenyong, Phó Giám đốc Ủy ban Bảo tồn Nguồn nước Sông Dương Tử, kiêm Giám đốc Văn phòng Tổng cục Phòng thủ Sông Dương Tử, đã ban hành công văn số 2 cho năm nay, yêu cầu hồ chứa Tam Hiệp giảm mực nước trước đập về hạ lũ chậm nhất từ 20 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày hôm qua, mực nước là 144m, dự phòng cho đợt điều tiết lũ lần này. Bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng dòng nước từ thượng nguồn sông Dương Tử, tốc độ dòng chảy của trạm Di Trang ở hạ lưu hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên 35.500 mét khối mỗi giây vào lúc 8 giờ ngày hôm nay và đoạn Xin Trang đến Lushan của dòng chính của sông Dương Tử dâng trào. Vào hai ngày trước, Ủy ban Kiểm soát nước sông Dương Tử và Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử đã ban hành công văn số 2 trong năm nay, yêu cầu hồ chứa Tam Hiệp hạ mực nước trước đập xuống dưới mức giới hạn lũ 144m trong một thời gian xác định để chuẩn bị cho việc điều động lũ tiếp theo. Theo phân tích dự báo thủy văn, lượng mưa sẽ tiếp tục được duy trì ở thượng lưu sông Dương Tử, dòng chảy chính của trung và hạ lưu sông Dương Tử và các khu vực phía bắc của nó trong tuần tới. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy vào của hồ chứa Tam Hiệp sẽ vượt quá 35.000 mét khối mỗi giây vào những ngày qua. Lúc 17 giờ hôm qua, mực nước trước đập Tam Hiệp đã xuống 143,97m so với mực nước tối đa hiện tại là 156m mà dự án Tam Hiệp có thể tích trữ. Hồ chứa Tam Hiệp có thể giải phóng khoảng 6,8 tỷ mét khối dung tích chứa phòng chống lũ. Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, dòng chảy của dự án Tam Hiệp tăng lên 39.000 mét khối mỗi giây. Dự án Tam Hiệp mở sâu 12 các lỗ xả lũ để tăng lưu lượng xả và mực nước trước đập giữ ở mức khoảng 144m để tránh lũ lớn. Dự án Tam Hiệp có tổng số 22 hố đáy dẫn dòng, 23 hố sâu xả lũ, 22 hố bề mặt xả lũ. Ngoại trừ hố đáy và hố sâu, hố bề mặt cho đến nay vẫn chưa được sử dụng và nó sẽ chỉ được kích hoạt khi sông Dương Tử gặp phải trận lũ ngàn năm một lần. Theo yêu cầu thiết kế, các hố đáy dẫn dòng đã được bịt hoàn toàn vào tháng 3 năm nay. Hiện nay, việc xả lũ chủ yếu đi qua các hố sâu. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn sông Dương Tử, một trận lũ lớn đã xảy ra ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào ngày hôm qua và dòng chảy vào tăng nhanh đạt 37.000 mét khối mỗi giây vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, vượt dòng chảy tối đa của Tam Hiệp vào 2 tháng trước là 36.300 mét khối mỗi giây. Theo dự báo sơ bộ, dòng chảy qua đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục tăng và dự báo sẽ vượt mức 40.000 mét khối mỗi giây vào ngày mai. Theo yêu cầu của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử, Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc đã tăng cường điều động hồ chứa Tam Hiệp, lưu lượng xả vào ngày hôm nay là 23.000 mét khối mỗi giây. Và hồ chứa Tam Hiệp được duy trì tại mức nước giới hạn lũ khoảng 144m. Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, mực nước trước đập Tam Hiệp là 144,01m.
do sự dao động thường xuyên của mực nước trong vùng nước sông Dương Tử dài 38 km giữa đập Tam Hiệp và đập Geju ở hạ lưu và các mô hình dòng chảy phức tạp và có thể thay đổi. Sự chuyển giao ro-ro giữa đập Tam Hiệp và đập Geju đã diễn ra đã dừng lại theo quy định điều động âu thuyền Tam Hiệp. Một khi tốc độ dòng chảy của đập Tam Hiệp vượt qua 45.000 m³/giây, âu thuyền 5 cấp đường đôi Tam Hiệp sẽ bị đình chỉ và các tàu chở khách ở khu vực đập Tam Hiệp sẽ bắt đầu các biện pháp chuyển giao đập khẩn cấp. Kính thưa quý vị, theo tin tức mới nhất từ Sở Tài nguyên tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 20 giờ 32 phút 2 ngày trước, 5 con mương tỉnh Lương Sơn và tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra thảm họa, dòng chảy xà bần tuôn ra khỏi mương với quy mô gần 2 triệu mét khối. Do có cảnh báo và dự báo sớm kịp thời, cán bộ các cấp phản ứng nhanh chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút kể từ khi phát thông tin cảnh báo sớm. Công ty đã tổ chức di dời hơn 1.000 người đang bị đe dọa từ 251 hộ, tránh thương vong tối thiểu nhất có thể. Được biết, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày hôm đó, trụ sở phòng chống lụt bão và phòng chống thảm họa địa cầu tỉnh Lương Sơn đã ban hành cảnh báo thời tiết cho toàn bang. Vào lúc 17 giờ 30 phút, Bộ Chỉ huy Liên hợp phòng chống lụt bão và phòng chống thảm họa trái đất của huyện đã phát đi thông báo để thông báo cho Xiang Yao và các thị trấn khác rằng đã có thiên tai lớn. Khi mưa bão xảy ra, cấp độ rủi ro khí tượng về lũ lụt sông vừa và nhỏ và thảm họa núi là tương đối cao, tất cả các thị trấn được khuyến cáo đề phòng. Khoảng 17 giờ 7 mưa nhánh từ vùng núi cao xuống hạ lưu lần lượt đổ mưa. Lúc 17 giờ 45 phút nằm ở vùng hạ lưu của các mương chính, trời bắt đầu mưa ở làng Xian Giao, thị trấn Xiang Giao, huyện Muli. Lúc 17 giờ 47 phút, thiết bị giám sát chuyên nghiệp và cảnh báo sớm đối với dòng chảy mảnh vụn tiềm ẩn nguy hiểm được lắp đặt ở trung lưu của mương chính năm nay đã phát cảnh báo sớm. Cán bộ thôn và nhân viên giám sát ngay lập tức cảnh báo cho người dân trong khu vực bị đe dọa sơ tán sớm. Thông báo được đưa ra và các đơn vị dân quân khẩn cấp của thị trấn Xiang Giao đã được tổ chức đến từng nhà để thông báo cho quần chúng về việc sơ tán khẩn cấp. Các dòng rác liên tiếp bùng phát tại 7 điểm nguy hiểm tiềm ẩn bao gồm mương Huaniba, mương Wet và mương Jaya ở mương nhánh Jiaogu. Do được cảnh báo sớm kịp thời và sơ tán quyết liệt, 118 người trong 20 hộ gia đình đã không bị thương vong. Từ những hình ảnh hiện trường sau thảm họa có thể thấy một số ngôi nhà đã bị sạt lở vùi lấp, chỉ còn trơ lại phần mái. Theo thống kê từ Văn phòng Chỉ huy Thảm họa Địa chất tỉnh Lương Sơn, 186 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 173 con gia súc bị chết, 2 km đường bị hư hại, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Đầu tiên, thiết bị giám sát tự động phát ra thông báo báo động. Sau đó, người chịu trách nhiệm phòng chống thiên tai và giám sát được điều động và bài tập huấn luyện đã được thực hiện trước. Đây là chìa khóa thành công. Phòng chống và kiểm soát của Sở Tài nguyên tỉnh Tứ Xuyên đã chỉ ra một cách tóm tắt các biện pháp tránh rủi ro thành công khi thực hiện. Đêm qua, Sao Sheng Si Chang và Sheng Yu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trận mưa xối xả này gây ra nguy cơ lở bùn ở nhiều ngôi làng. Sáng ngày hôm qua, phóng viên đã đến làng Siêng Keng, thị trấn Jing Linh, huyện Siêng Trang và nhận thấy nhà cửa của nhiều người dân địa phương bị hư hại trong trận mưa bão và công tác cứu hộ dòng chảy xa bần vẫn đang được tiến hành. Chen Li Bang, một cán bộ thôn địa phương cho biết kể từ khi trận lở đất xảy ra tại thôn vào tối ngày hôm trước, các cán bộ cấp thị trấn, thôn bản và các thành viên của hai ủy ban đã bám sát tuyến đầu và tích cực hướng dẫn cứu trợ lũ lụt, cứu trợ thiên tai, đường vào vẫn đang được khai thông. Và sáng sớm ngày hôm qua, Chen Faiyun, một người dân 67 tuổi ở làng Tajubu, thành phố Shenzhou, đang dọn dẹp các mảnh vỡ bên cạnh ba ngôi nhà bị sập của mình. Phóng viên đi vào ngõ làng, một số người dân đang dọn dẹp bùn đá cạnh nhà. Được biết, từ 17 giờ đến 20 giờ ngày hôm đó, một trận mưa như chút nước bất ngờ ở làng Tujabu, thành phố Shenzhou, với lượng mưa hơn 130mm. Một trận lở đất đã xảy ra ở phía đông của ngôi làng và các ngôi nhà của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi và hư hỏng. Rất may không có thương vong về người. Người dân địa phương nói với các phóng viên rằng dòng chảy đá vụn xuất hiện từ sườn đồi phía sau làng, kéo dài hơn 200m các con hẻm trong làng. Người dân làng Thu Yanjun kể với phóng viên rằng khi có sự việc xảy ra, cha mẹ bà ngoại 80 tuổi đang ăn tối thì bất ngờ lở đất khiến một lượng lớn bùn và đá từ cửa sổ phía sau tràn vào nhà, khiến hai cụ hoảng sợ.
Đúng lúc nguy cấp, con trai của ông lão Ôn Tấn đến, lập tức bế ba mẹ lên lầu 2, thoát qua một cái thang đơn giản trên cửa sổ lầu 2. Ngôi nhà của người dân làng Chenfieldun là một ngôi nhà 2 tầng lợp ngói bùn. Khi trận lở đất đi qua phía sau nhà, nước lũ dâng cao ngay lập tức thấm vào tường bùn. Một lúc sau thì bức tường phía sau của ba ngôi nhà bị sập. Rất may là họ đã bị trốn ở một nơi tương đối an toàn, không có thương tích. Sáng nay, bộ phận cấp điện địa phương đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp nguồn điện. Cán bộ tổ dân phố đã liên hệ với công ty bảo hiểm để giải quyết. Vào tối ngày hôm đó, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Sikeng, thị trấn Dinh Linh, huyện Xin Trang, Thiệu Hưng và một cây cầu đá ở lối vào làng đã bị cuốn trôi. Đến nay, nhiều ngôi nhà của người dân trong thôn bị hư hỏng, chưa có người thương vong. Phóng viên được biết, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa phương, đội cứu hộ nước lũ, đội cứu hộ chữ thập đỏ và các lực lượng cứu hộ khác đã nhanh chóng đến hiện trường để ứng cứu.